Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về phải giữ 10 điều giới răng mới qua được kỳ ba kỳ đại nạn sắp tới. 10, 10 điều giới răng là như thế nào? Gọi là thập điều của phạm môn. Phạm môn tức là cửa vào tội phạm thiên điều, chỉ cần mình giữ được 10 điều này là mình vượt qua khỏi cái kỳ mà đại nạn đó các bạn. Không giữ được là không qua nổi cái kỳ ba. Giữ như thế nào? Thì bây giờ điều thứ nhất á là mình tuân theo luật pháp chân truyền của thượng đế. Luật pháp chân truyền của thượng đế là như thế nào? Là coi như là mình tuân theo đạo của gia đình mình, tại vì trong tôn giáo hoặc là trong đạo của gia đình mình đó là tất cả những gì là hả coi như đã có cũng như là theo cái luật pháp chân truyền hết rồi tại sao bây giờ coi như là nhiều đạo vậy là tại vì kỳ ba này là để cho chúng sanh trên cõi ta bà này phù hợp với điều kiện hoàn cảnh để cho chúng ta cùng tu đó để cho, cho chúng ta cũng như là vượt qua khỏi cái cảnh mà hạ đời khổ đau như ngày hôm nay đó các bạn đây là gì đây là gọi là hả đại ân xá cho chúng sanh tất cả cũng như là chúng sanh trên cõi ta bà này đó cho nên hả tu theo cái hoàn cảnh theo cái cũng như là phù hợp đó các bạn thì cái này quá dễ tu đúng không các bạn tu tại gia cũng được nó tu theo đạo nào cũng được hết miễn có tu là mình tuân theo luật pháp chân truyền của Thượng Đế. Rồi đó là điều thứ nhất. Là hạ điều thứ hai, mình phải trọn hiếu với tông đường phụ mẫu. Trọn nghĩa vợ chồng vẹn phận làm cha là hạ trọn hiếu với tông đường phụ mẫu là như thế nào? Tông đường phụ mẫu là gì? Nội ngoại hai bên. Có nhiều người rất là lạ nha, thương nội ghét ngoại, thương ngoại ghét nội. Thì bây giờ mình thương hết đi nha Đừng có ghét nữa Đó hôm nay tiết già chia sẻ để các bạn rõ ràng rồi Tại vì hồi xưa tiết già cũng hả có những cái tính ích kỷ vậy đó cái Kiểu như là thấy rằng là nội không thương mình bằng ngoại Rồi cái mình tự nhiên mình ghét ngang vậy đó Thì nói chung là nhân vô thập toàn Không ai được hoàn toàn cho nên không ai được quyền coi như là phán xét ai hay là chê bai ai Cũng như chúng ta cùng nhau buông bỏ để cùng nhau tu tập để đi đến đời thượng quân thánh đức đó các bạn trọn nghĩa vợ chồng là hả mình đừng có bao giờ ngoại tình tư tưởng hay là ngoại tình tất cả những gì hay là mình nghĩ rằng mình lấy chồng vì tiền vì bạc lấy chồng không thương hoặc là mình có vợ để cho có thôi để cũng như là có một vợ trong nhà để sai khiến nó thôi chứ tình thương không có mà nếu như mình chia tay á thì hả mình không có ai để nấu cơm giặt vũ cũng như là lo toan cho mình chứ tình nghĩa vợ chồng không trọn nghĩa thì cái này phạm vô cái điều thứ hai nó dạng phận làm cha làm cha mà không có được cũng như là trọng trách người cha cầm cân nảy mực coi như hả lo tất cả những gì cho những đứa con mình đó làm cha mà giống như thương đứa này nhiều hơn đứa kia cũng có tội luôn coi như là hạ kỳ này rất là khó trong hả mười điều mà hạ giới răng nhưng mà rất là dễ dàng cho chúng ta tu chúng ta chỉ cần tránh mấy cái điều này là hả coi như mình đã tu rồi đó các bạn tại vì 10 điều này cũng hả tránh được là coi như là đã hả coi như đi đến trọn cái đạo nhân rồi điều thứ ba là phải trọn giữ trai giới tức là ăn chay trường hoặc là trai giới tức là giống như là 10 ngày nó ăn chay 10 ngày hoặc ăn chay 4 ngày hoặc là trường chay đó nói chung là miễn sao là có chay là được đó các bạn nó cũng như là kỳ này là kỳ đại ân xá cho tất cả chúng sanh trên cõi ta bà này mà khuyến tu giống như là quá dễ cho mình tu rồi đúng không các bạn tu không ép buộc tu không gọi là ép xá nhưng mà nói chung là ăn chay trường là tốt nhất nha các bạn nó còn nếu ăn chay trường không được thì bắt buộc phải giữ chay giới tức là hả coi như là một tháng cũng như là bao nhiêu ngày đó là mình tùy mình nó tùy cái hoàn cảnh của mình điều thứ tư là phải xa lánh các đảng phái đó các bạn thấy không nếu như mình vô các đảng phái là đây gọi là đời nó đây là gọi là cái gì danh vọng đúng không các bạn đây là nó nó phạm vô cái lực gì danh vọng rồi mà hạ danh vọng coi như là cao sang coi như là lúc này ha rồi các bạn hỏi rằng tại sao mà người kia bị bệnh tật người nọ bị ung thư rồi người kia hiền lành mà tại sao bị thảm sát ám sát phải xá lánh các đảng phái ở nhà mình ngồi nhà mình niệm phật mình ăn chay mình làm lành rồi hả mình cũng vẫn đi làm bình thường thì đâu có sao đâu đâu có phạm vô đúng không các bạn thì phạm vô gọi là hả phạm môn tức là hả môn này là cái cửa vào cũng như là tội phạm của thiên điều rồi thì mình phải chịu thôi đó, tại mình coi như là mình tham vọng quá cao mình tham danh lợi tham danh vọng rồi mình phải vô đảng phái mà đảng phái thường thường là như thế nào đàn áp coi như là hả cái này không tránh khỏi sự đàn áp đâu đúng không các bạn đó rồi hả cuối cùng là gì cuối cùng rồi hả tự mình hại cái thân mình đó rồi thứ năm là gì phải thật hành phước thiện thật thà thật tình đó chứ không phải là hành thiện mà giống như là hả vụ lợi nha các bạn hành thiện nuôi dưỡng người già nuôi người già dưỡng trẻ em thì cái này là coi như là biết bao nhiêu uh, người mà coi như là hả giống như là À, có những cái tâm từ bi thì người ta nuôi người già rất là dễ tại người già nó khó chịu lắm các bạn ơi người già nó khó tính dữ lắm luôn mà trẻ em thì coi như nó bừa bộn nó giống như nó phá phách tất cả những gì nó nếu như mà mình cảm thấy trẻ em nào nó phá phách thì mình có bực có gì đi nữa cũng phải ráng nhịn mà tìm cách cũng như là khéo léo để làm sao mà giáo huấn được đứa trẻ đó chứ đừng bao giờ đánh đập hành hạ đứa trẻ đó thì mình bị gì? Phạm vô cái điều thứ năm. Mà mình phạm vô cái điều thứ năm thì mình bị gì? Rồi mình bị bị đi vào gì? Đi vào gọi là hả vào cái cửa mà tội phạm của thiên điều. Thì cái này á là phạm bao nhiêu á thì tiết già không có biết. Cái này là coi như là hả tiết già chia sẻ thôi. Phạm bao nhiêu á là để coi như là thượng đế phán xét. Đúng không các bạn? Cái đây là tiết già chia sẻ để các bạn tránh phạm chứ không phải là phạm vô. Điều thứ sáu là không đặng thâu của chúng sanh. Tức là mình nhìn thấy người đó có tiền, có bạc, cái là bắt đầu mình làm quen với người ta. Mình đến nhà người ta rồi mình hả coi như là ngó cái này ngó cái kia Kiếm chuyện mượn cái này mượn cái kia Hốt cái này hốt cái kia Lợi dụng cái này lợi dụng cái kia Người quân tử chẳng thà chịu khổ chứ không làm điều nhục nhục nhã tổ tông nha các bạn. Người quân tử coi như là chẳng thà người ta cam chịu, người ta giống như là hả người ta nghèo khổ là người ta ở nhà người ta ăn cơm với muối, dứt khoát không mượn tiền mượn bạc của ai hết. Nó cũng như là mình mượn tiền mượn bạc rồi mình gạt gẫm tất cả những gì. Các bạn có biết rằng hả cũng như là ai mượn nợ cũng nói rằng một tuần, hai tuần, ba tuần trả mà 3 tháng 3 năm chưa thấy chưa thấy trả nữa các bạn hoặc là mình nghĩ rằng đêm sáng ngày mình có sống trên cõi ta bà này không mình trả nếu như mình khổ quá mà mình không có chén cơm mình ăn thì mình có thể rằng xin chén cơm mình ăn thâu thập của chúng sanh là mình vụ lợi về mình đó mình mượn tiền mượn bạc mượn tư trang mượn đồ mượn có phải là mình lòng tham quá độ không trong khi mình đầy đủ rồi mình có ăn có mặc coi như là có được tấm à, giải che thân như thế này rồi mà còn tham chi nữa thì phạm vô cái điều gì điều thứ sáu không đặng thâu của chúng sanh tiền bạc tư trang vàng dòng tất cả của ai coi như là không mượn không xin không có lường gạt không gì hết tất cả của ai là của nấy đó thì cái này nó không phạm điều mà nếu giữ được 10 điều này thì trọn đạo nhân nha các bạn đó Coi như là hả bây giờ là nói về cái vấn đề mà hả lường gạt tiền bạc coi như là rất là nhiều luôn Điều thứ bảy là gì? Coi anh em đồng đạo như ruột thịt nó Thấy ai tu thì coi như là hả không biết người ta tu giả hả tu thật gì kệ người ta Mình cứ thương hết đi nó tại vì chúng sanh trên cõi ta bà là anh em một nhà đã thượng đế nói rằng là hả coi như mình là một đấng cha chung mà hả mình đi ghét làm chi ai mình cũng thương hết có nhiều người người ta ghét mình người ta hại mình mình cũng thương người ta luôn có cái mình sợ người ta quá sợ người ta hại mình thì mình nên tránh người ta đi đúng không các bạn nó coi anh em đồng đạo như ruột thịt điều thứ 8 là không được bội sư phản bạn nhưng mà bây giờ nói chung là bạn lợi dụng thì coi như chạy luôn. Nói thẳng là hả bây giờ là tìm bạn rất là khó. Hồi xưa có cái câu là lên xe nhường chỗ, bạn ngồi nhường nơi, bạn trú nhường lời, bạn cao. Bây giờ nó chơi với chơi bạn với nhau các bạn biết sao? Nó ganh tị đa số nha chứ không phải là mình nói hết nha cũng có những người tốt những người xấu nó ganh tị hoặc là nó tìm cách cũng như là nó lợi dụng đủ điều hết nó xin xỏ rồi hả nó mượn tiền coi như là bây giờ hả rất là đau đầu về vấn đề mà gọi là lợi dụng cái tình bạn thì làm sao mà mà hả có cái sự mà gọi là hả giống như ân nhân rồi tất cả những gì bạn bè đâu các bạn không có không có lên xe nhường chỗ bạn ngồi nó nhường chỗ bạn ngồi hôm nay ngày mai nó lợi dụng mình. Đó, tiết dạ thấy rất là rõ luôn á, nó cho nên hả, bây giờ mình không được bội sư phản bạn. Nó không có bội, nó rất là tốt với mình, đúng không các bạn? Thời bây giờ nó không có bội bạc đâu, chơi bạn nó không có bội bạc đâu. Nó nó lên xe nó nhường chỗ mình ngồi, nó nhường miếng ăn cho mình ăn, nó nhường đồ cho mình mặc. Nhưng mà có cái phía sau là hả? Nó nói hả có tiền không cho mượn dài trăm triệu đi Đó các bạn thấy không Cái này có chứ không phải không Nhưng mà hả Nói chung là cái này mình không nói ai hết Mình nói ai có thì nên Nên gì Nên bỏ đi Đừng bao giờ có những cái thói đời Thói quen tật xấu như gì Thì coi như là nó không có tốt đâu Nó phạm vô cái điều thứ 8 Nó không được cái sự phản bội Tức là tình bạn mình chơi cho nó đàng hoàng tử tế chứ mình đừng có chơi vụ lợi đúng không các bạn mà giờ tìm bạn khó lắm nói chung là lâu lâu cũng có người tốt chứ không phải là không mà ha? kỳ này kỳ ba người tốt rất là ít tiết già học và chia sẻ cùng các bạn thôi chứ tiết già không có phán xét ai không có biết ai tốt ai xấu hết tại vì người tu là thẳng một đường đi niệm nam mô a di đà phật chỉ biết ăn chay trường thôi ai tốt ai xấu thì cái chuyện đó là để coi như là hả thượng đế phán xét hoặc là xã hội răng đe đúng không các bạn đây là mình chia sẻ để chúng ta cùng nhau coi như là giữ trọn cái đạo nhân tránh 10 điều để đừng bao giờ bước vào cái phạm môn mà gọi là cửa vào tội phạm thiên điều rồi mình không tránh được kỳ ba rồi điều thứ chín phải ăn ở như các thánh hiền nó ăn ở như các thánh hiền là ăn ở như thế nào coi như là tự thực kỳ lực đó tự thực kỳ lực mình làm mình ăn nếu như ai đó mà khổ đau thật sự thì mình giúp cho người ta chén cơm manh áo mà bây giờ nói chung là hả khổ đau thật sự hả không có đâu các bạn ơi mình giúp người ta chén cơm manh áo người ta không có chịu đâu nó thiệt luôn các bạn thấy người ta đang khổ khổ vậy chứ đem lợn chén cơm coi chừng hai người gây nhau đó tao không cảm ơn mà người ta nói sao cơm không có thịt vậy cơm gì cơm không sao nuốt đó các bạn thấy không mà thánh hiền ngày xưa đó là dù người ta có chén cơm ăn đi nữa người ta hả ăn với muối người ta cũng hả gọi là cam tâm chịu đựng chứ người ta không có than phiền đừng phạm tội mà hả giống như là vong công bội đức tất cả những gì nhưng mà bây giờ coi như hả? nó quịch luôn chứ đừng có nói mà vong công mà bội đức cái gì đúng không các bạn thì cái này ai mà bị phạm ráng chịu nó cái là tiết già chia sẻ thôi chứ tiết già làm sao biết ai được tại trong cái quả địa cầu này các bạn biết không biết bao nhiêu người xấu mà cũng biết bao nhiêu người tốt biết bao nhiêu người hiền lành và cũng biết bao nhiêu người coi như là mất đức đúng không các bạn làm sao mình biết ai là ai đây là mình chia sẻ để chúng ta cùng nhau để học đạo để tránh khỏi sự khổ đau trên trần gian chứ không phải là đến cũng như đến đây để nói xấu đúng không các bạn rồi điều thứ 10 là phải thương yêu loài người và loài vật thì cái này nói chung là gì nè cũng như là người với người mà thương yêu nhau nó khó lắm các bạn ơi Mình đặt một cái ví dụ đơn giản gì nè Ví dụ cái người chồng mà nó có vợ bé các bạn thương được không? Chắc không thương được đâu Đúng không? Hoặc là giống như là hả người tình mình mà hả quen với một người khác coi thương không? Không thương được Cái này nó hơi khó nhưng phải cố gắng nha các bạn Ví dụ như ai đó phản bội mình Ai đó nói xấu mình Ai đó muốn hại mình thì mình cố gắng để thương người ta cái này nó hơi khó mà phải ráng chịu đựng học thì coi như là hả đi đến cái con đường đạo là các bạn dễ lắm dễ thương ai các bạn cũng thương hết á phải thương yêu loài người và loài vật nếu như mình thương yêu loài vật thì mình ăn chay trường luôn đi cho nó chắc đúng không các bạn đã nói là cái điều thứ 10 mà kêu thương yêu loài người và thương yêu loài vật mà bây giờ mình còn ăn thịt động vật nữa rồi làm sao mình thương yêu loài vật được cho nên tiết già khi học đạo rồi tiết già chọn cái con đường ăn chay trường cho chắc Nói chung là nhiều khi mình ăn chay trường chứ mình còn dẫm đạp những con kiến, những con trùng, những con dế, tất cả những gì Làm sao mình tránh khỏi nhưng mà dù sao đi nữa mình cũng tránh khỏi những cái chuyện mà những cái con vật lớn đúng không các bạn Thì nói chung tránh được nhiêu thì hay nhiêu Tại vì chúng sanh trên cõi ta bà này coi như trùng trùng điệp điệp làm sao mà mình tránh khỏi được thì hiện nay là coi như các bạn nói rằng là bây giờ hả tránh 10 điều này qua khỏi là qua khỏi cái gì. Kính thưa các bạn rằng hiện nay các bạn có biết rằng những cái tàu mà coi như là tàu điện nha các bạn mà để di chuyển làm phương tiện để cho tất cả những người dân chúng mà người ta đi làm á, những người mà giống như người ta không lái được xe hơi hoặc là người ta không thích lái xe hơi thì người ta hay sử dụng những cái tàu điện á các bạn để người ta đi làm thì bây giờ bắt đầu tàu điện như thế nào ngập nước coi như là chạy rất là chậm như là rùa luôn chạy chậm còn hơn chiếc xe đạp nữa đi coi như là biết bao giờ mà tới cái hãng xưởng để cho mình làm đó bắt đầu những cái đất nước phát triển nó tới cái chuyện này rồi đó các bạn thấy chưa Nhìn như vậy là đủ biết rằng là hạ Trần Giang đang chuyển thế. Đó bây giờ tàu điện chạy âm âm mông mình đi làm mà giờ mỗi lần đi đến ga, từ ga này sang ga kia là coi như ví dụ như 10 phút là bữa nay ha, gặp nước mà nó ngập vậy thì mình đi 30 phút chưa tới rồi bắt đầu vô công ty làm sao làm được các bạn, đó thấy chưa? Nó khổ khổ nó chồng khổ trên Trần Giang nếu mình nhìn thấy như vậy là mình biết rằng là mình phải nên đi thẳng đến con đường đạo. Mặc dù mình vẫn mang một cái xác phàm này, thì bắt buộc mình phải mua sinh trên đường đời, mình phải đi làm, đi kiếm cơm, đi kiếm sống để nuôi cái xác phàm này. Mà mình nuôi cái xác phàm này nếu như mình không hiểu đạo, thì hả coi như là nó rất là phí, nó phí cho cái kiếp sống làm người trên cả, trên cái cõi ta bà này các bạn thấy không? Thì nói chung là như thế này ai cũng có thể là hả giống như là à, có một cái duyên lầm đưa đến thì đến khi mà đến mặt trần gian này thì tu rất là sớm nó tiết già cũng vậy đâu có được tu sớm đâu cho nên hả nói chung là hả phải nhanh chóng giác ngộ càng sớm càng tốt thì để cho mình tránh được cái sự khổ đau trên trần gian nó tránh coi như là tránh ngay trên đời này luôn đó các bạn tại vì kỳ này là kỳ đại ân xá mà ba bốn kiếp là dồn cả một lần luôn đó các bạn nghĩ rằng coi như các bạn đừng có xin nha các bạn có nhiều bạn nói rằng xin cho trả một lần các bạn đừng có xin xin trả một lần trả không có nổi đâu hôm nay nó bệnh ung thư ngày mai nó đau họng đau cổ rồi bữa kia nó tai nạn tất cả những gì các bạn tu không có kịp để trả đâu đừng có xin như vậy nha nói các bạn cũng như xin từ từ đi mặc dù đại ân xá coi như trả một lần nhưng mà trả trong cái kiếp này là cái kiếp thì 60 năm cuộc đời lận là trả một lần là trả có một ngày đó nó rất là khổ đó các bạn cho nên tiếp già chia sẻ thêm về cái phần này các bạn để tự nhiên đi các bạn phải đi đến cái con đường đạo để cái phước coi như nó cao hơn nó cái phước nó cao hơn cái nghiệp thì coi như cái nghiệp tự động là cái nghiệp nó giảm xuống thì cái nghiệp trần nó giảm xuống là tự nhiên cái nghiệp nó ra đi thôi các bạn không lo lắng gì hết không có sợ gì mà phải hả cũng như là xin hết cầu xin hết gì do cái sự tâm tu tập của mình mà hả cái sự phán xét tất cả những gì hả coi như là à, kỳ đại ân xá này là các bạn thoát khỏi khổ đau trên trần gian các bạn đừng có lo tiết giờ xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng giữ được 10 điều răng để coi như tránh được cái sự coi như là sắp sửa chuyển thế rất là gọi là giống như là hả khổ đau mà coi như không có được mà gọi là hạnh thông từ phương tiện đến vật chất từ cuộc, cuộc sống cho đến coi như là hành trình tất cả những gì hả coi như rất là vô vi đó các bạn không thể nào lường trước được video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo